Thưa bác sĩ, nguyên nhân nào khiến cho chúng ta bị chảy máu cam ạ? Chảy máu cam là hiện tượng thường gặp ở cả trẻ nhỏ và người lớn. Tuy nhiên thì nguyên nhân lành tính là chiếm đa số. Chúng ta biết rằng ở mũi thì có rất là nhiều mạch máu để nuôi dưỡng, nhưng vì một nguyên nhân nào đó, niêm mạc mũi bị khô lại và những mạch máu nuôi dưỡng mũi sung huyết lên thì sẽ làm cho tình trạng chảy máu cam xảy ra. Tình trạng này sẽ thường gặp ở điểm mạch. Điểm mạch chính là một điểm mà tập trung nhiều mạch máu. Vì là tập trung rất nhiều mạch máu nên khi viêm nhiễm hoặc niêm mạc quá khô sẽ càng dễ vỡ ra, hoặc do móc ngoáy thì sẽ xảy ra hiện tượng chảy máu cam. Dù là đa số nguyên nhân chảy máu cam là lành tính, tuy nhiên cũng phải lưu ý đến một số nguyên nhân khác. Ví dụ như là bệnh rối loạn đông máu toàn thân do nguyên nhân là dùng thuốc chống đông, hoặc suy tủy, hoặc là xơ gan. Một số nguyên nhân khác cũng có thể gặp như là u ở vùng mũi, mà thường gặp nhất là u mạch máu, u xơ vòm hoặc là các loại ung thư ở mũi. Ở trẻ nhỏ cũng có thể gặp nguyên nhân là dị vật mũi nhét ở trong mũi làm cho mũi chảy hôi cũng như là chảy máu mũi. Và một số bệnh nhân sẽ bị khô niêm mạc mũi do thời tiết và dễ chảy máu cam hơn người khác. Khi mà bị chảy máu cam thì chúng ta cần phải xử trí như thế nào? Đối với tình trạng là chảy máu cam thì chúng ta cần bình tĩnh và dùng tay bóp chặt cánh mũi cúi đầu về phía trước. Thời gian bóp khoảng 5 đến 10 phút. Động tác này sẽ giúp cho cầm máu nếu là chảy máu ở điểm mạch. Bên cạnh đó, việc cúi người ra trước chứ không phải là nằm ngửa ra sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát được lượng máu đang chảy. Nếu bệnh nhân nằm ngửa ra trong quá trình chảy máu mũi sẽ làm cho máu chảy xuống họng, làm vướng họng, có thể đầy bụng và nôn ói trở ra. Nếu bóp chặt cánh mũi, cúi đầu về phía trước vẫn chưa cầm được chảy máu mũi thì nên đến bệnh viện để được hỗ trợ. Trong trường hợp nào khi mà bị chảy máu cam thì chúng ta cần phải đến để gặp bác sĩ ạ? Đa số các trường hợp chảy máu cam là lành tính đều là do viêm mũi hoặc thời tiết khô hoặc là do trẻ móc ngoáy. Nhưng chúng ta cũng phải lưu ý những cái trường hợp mà phải đến bệnh viện khám ngay, nhất là khi mà bệnh nhân thở mệt, niêm mạc nhợt, đau tức ngực. Và trong những trường hợp đặc biệt như là có nguyên nhân rõ ràng ở bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông sau phẫu thuật, chấn thương, hoặc là ở trẻ bị dị vật mũi. Một trường hợp nữa cũng cần phải đi khám, đó là khi mà chảy máu mũi không cầm hoặc là tái phát quá nhiều lần không rõ nguyên nhân. Tại bệnh viện thì bác sĩ có thể sử dụng mask hoặc merosel để nhét vào mũi, từ đó chèn ép các mạch máu đang bị vỡ ra. Và có thể dùng thuốc cầm máu dạng uống hoặc dạng chích. Đối với những bệnh nhân có những cái bệnh nền như là rối loạn đông máu thì sẽ được điều chỉnh rối loạn đông máu, hoặc là điều trị bệnh tăng huyết áp để tránh huyết áp quá tăng sẽ làm cho mạch máu dễ vỡ và dễ chảy hơn. Trong những trường hợp mà chảy máu tái phát, chảy máu mũi ở vùng điểm mạch thì có thể đốt luôn vùng điểm mạch này, hoặc là trong những trường hợp mà u bú thì có thể cắt bỏ u. Vậy thì chúng ta có cách nào để giúp phòng ngừa cái tình trạng chảy máu cam không thưa bác sĩ? Để phòng ngừa tình trạng chảy máu cam thì cần lưu ý rằng luôn giữ cho niêm mạc mũi được sạch sẽ và ẩm, tức là trong những môi trường mà quá khô thì chúng ta có thể tạo độ ẩm cho phòng, cũng như là xịt nước muối và nhỏ nước muối sinh lý tạo độ ẩm cho niêm mạc mũi. Ở trẻ nhỏ thì chúng ta lưu ý là cắt ngắn móng tay cho trẻ và dặn trẻ không móc ngoáy mũi sẽ dễ làm tổn thương niêm mạc ở mũi. Ngoài ra thì việc ăn uống nhiều cam bưởi hoặc là chất có vitamin C sẽ giúp cho thành mạch khỏe hơn cũng như là tăng sức đề kháng của cơ thể. Lưu ý rằng ở những cái bệnh đặc biệt như là bệnh toàn thân ở bệnh nhân rối loạn đông máu, suy tủy, xơ gan, tăng huyết áp hoặc dị vật mũi ở trẻ nhỏ thì càng lưu ý những cái tình trạng chảy máu mũi là nguy hiểm và nên đến khám sớm để tìm ra nguyên nhân và được điều trị. Xin cảm ơn bác sĩ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.